Nhà Nguyễn 1802-1945 truyền được 13 đời vua, tổng cộng 143 năm. Nhưng cái mốc cơ nghiệp của họ Nguyễn phải kể từ đầu thế kỷ 17 khi các chúa Nguyễn hùng cứ ở đất Thuật Quảng. Và người mở mang cơ nghiệp ấy cho các vua chúa Nguyễn là một bộ óc vĩ đại, xuất thân từ tầng lớp bình dân. Người này được cho là mưu thần lỗi lạc nhất thời bấy giờ, thậm chí còn được ví ngang cơ với Khổng Minh hay Trương Lương, những nhân vật nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Quý vị khán giả đang theo dõi Việt Sử Toàn Thư, quý vị có đoán ra đây là những nhân vật nào không ạ? Nếu chưa thì ngay sau đây, hãy cùng đón xem video của chúng tôi và xem nhân vật tài giỏi mà chúng tôi đang nhắc đến là ai nhé! Được ví ngang Khổng Minh, Trương Lương, đây là mưu thần lỗi lạc nhất lịch sử Việt Nam. Nhân vật này không ai khác chính là Đào Duy Từ, một nhà quân sự, nhà thơ và nhà văn hóa, danh thần thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Thời thế tạo anh hùng, tôi tài tìm chúa giỏi. Thuở thiếu thời lận đận. Đào Duy Từ 1572-1634, hiệu là Lộc Khê, quê gốc ở phủ Tĩnh Gia, Thanh Hoa, nay là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông có cha là Đào Tá Hán, làm cấm vệ trong triều. Tá Hán chẳng may mạo phạm chúa Trịnh nên bị đuổi khỏi cung, phải về quê mưu sinh bằng nghề sướng ca. Cha mất sớm, dù phải chịu cảnh mẹ quá con côi, nhưng Đào Duy Từ rất hiếu học, thông minh và tỏ ra là một người có chí lớn. Trong khoa thi Hương năm 1593, đời vua Lê Thế Tông 1567-1584, Đào Duy Từ đỗ giải Á Nguyên lúc mới tròn 21 tuổi. Đến kỳ thi hội, bài luận của Đào Duy Từ rất xuất sắc. Ngay cả các quan giám khảo trưởng thi cũng gật gù khen ngợi. Thế nhưng, chẳng may có người phát hiện ra Đào Duy Từ là con phường chèo, dạng sướng ca vô loài, vốn rất bị kỳ thị thời ấy. Ông bị lột mũ áo, tước luôn giải Á Nguyên, rồi bị hạ ngục tống giam. Vào Nam tìm minh chủ. Đào Duy Từ sinh ra trong một thời đại đầy biến động. Cùng một lúc trên giải đất hình chữ S khi ấy, có tới 4 tập đoàn chính trị chia nhau cát cứ. Đất Bắc Hà có nhà Hậu Lê, chúa Trịnh cùng nhau trị vì. Thực tế chúa Trịnh luôn át quyền, vua Lê chỉ còn tượng trưng. Vùng núi non hiểm trở Cao Bằng là đất đóng quân của nhà Mạc. Còn ở đằng trong vùng Thuận Hóa, tức là vùng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay, là nơi chúa Nguyễn gây dựng nền móng. Không được trọng dụng ở phương Bắc, Đào Duy Từ đã sớm nghĩ đến việc vào Nam nương nhờ chúa Nguyễn. Một lần, trong khi đàm đạo với bằng hữu, Đào Duy Từ bộc bạch: "Tôi nghe chúa Nguyễn hùng cứ đất Thuận Quảng, làm nhiều việc nhân đức, lại có lòng yêu kẻ sĩ, trọng người hiền. Nếu tôi theo vào giúp, thì chẳng khác gì Trương Lương về Hán, Ngũ Viên sang Ngô, có thể làm tỏ rạng thanh danh. Tôi cũng không đến nỗi phải nát cùng cây cỏ, uổng phí một đời." Nói là làm, Đào Duy Từ mau chóng khăn gói vào Nam. Mới đầu, ông ở đợ chăn trâu cho một phú ông. Nhưng phú ông nọ mau chóng nhận ra kỳ tài của Đào Duy Từ, lập tức tiến cử ông với khám lý Trần Đức Hòa, vốn là một sủng thần của chúa Nguyễn. Ngay buổi đầu thương ngộ, Trần Đức Hòa đã nhận ra họ Đào không phải kẻ tầm thường. Ông giữ Đào Duy Từ lại bên mình, gả con gái và hết mực tin dùng. Chuyện kể rằng sau khi đọc bài thơ Ngọa Long Cương Vãn của Đào Duy Từ, Trần Đức Hòa đã phải tự thốt lên rằng: "Đào Duy Từ là Ngọa Long đời nay chăng?" Bài thơ ấy có những câu đầy khí phách thế này: "Chốn này thiên hạ đời dùng, ắt là cũng có Ngọa Long ra đời. Chúa hay dùng đặng tôi tài, mừng xem bốn bề dưới trời đều yên." Biết tài Đào Duy Từ, Trần Đức Hòa sớm tiến cử ông với chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Chúa đọc xong biết ngay họ Đào là kỳ tài hiếm gặp, bèn cho gọi vào hầu. "Hôm ấy tôi chúa đàm luận với nhau không biết chán, chẳng khác nào Lưu Bị gặp gỡ Khổng Minh ở Long Trung năm nào." Chúa Nguyễn Phúc Nguyên phong Đào Duy Từ làm nha úy nội tán, tước Lộc Khuê hầu, chuyên trông coi việc quân cơ, quốc chính.
Từ đó Đào Duy Từ một lòng phò tá chúa công. Còn chúa Nguyễn thì cực kỳ trọng dụng ông. Có kế thì dùng, có mưu thì nghe. Thường nói với mọi người rằng Đào Duy Từ thật là Tử Phòng và Khổng Minh của ta vậy. Thoại chí tăng bổng, thi thố tài năng, chống giữ mặt biếc với họ Trịnh. Thời điểm Đào Duy Từ vào Nam, mâu thuẫn Trịnh Nguyễn ngày càng gia tăng. Chúa Trịnh là Trịnh Tráng, thao túng triều chính ở ngoài Bắc, thường mượn danh nghĩa vua Lê để ra lệnh cho thiên hạ. Năm 1627, Trịnh Tráng cử người vào Thuận Hóa, mang một đạo chiếu của vua Lê đến sắc phong cho chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Sứ giả Bắc Hà tiếng là đến phong thưởng, nhưng thực chất là để dò la nội tình đằng trong. Trịnh Tráng cũng đòi chúa Nguyễn cho con trai ra Bắc chầu thiên tử và nộp 30 voi đực, 30 chiến thuyền để sang cống nhà Minh. Trước yêu sách ngang ngược của họ Trịnh, chúa Nguyễn rất căm phẫn, nhất quyết cử tuyệt. Tuy vậy, Đào Duy Từ đã hiến một kế hoãn binh rất hay. Ông khuyên chúa Nguyễn che giấu binh tình, thực lực, chấp nhận sắc phong của Bắc triều để tranh thủ thời gian hòa hoãn với họ Trịnh, đồng thời cự tuyệt yêu sách giữ con tin và dâng cống phẩm. Lấy cớ chúa Nguyễn trái lệnh vua, tháng 3 năm 1627, Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại binh, thủy bộ cùng tiến, chĩa mũi giáo thẳng vào xứ Thuận Hóa. Chúa Nguyễn tức tốc cử Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Phúc Trung đón đánh. Quân nhà Nguyên phòng ngự kỷ luật, dựa vào địa hình hiểm yếu và sự trợ giúp của Đại Bác từ Bồ Đào Nha đã đập tan cuộc tập kích của quân Bắc Hà. Dù đẩy lùi được quân Trịnh về Bắc, nhưng Đào Duy Từ vẫn thừa hiểu thực lực họ Trịnh vẫn nhỉnh hơn. Ông bày kế cho chúa Nguyễn xây lũy Trường Dục, tức là lũy thầy, đắp thành cao, hào sâu, tích trữ lương thảo, khí giới, bố trí phòng ngự cẩn mật, sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài với Bắc triều. Chúa Nguyễn cho là phải, liền y lời thực hiện ngay. Đào Duy Từ còn hiến kế cho chúa Nguyễn chiếm được châu Nam Bối Chánh ở Quảng Bình ngày nay để làm tấm bình phong, chặn lấy đường đi quân của họ Trịnh vào đằng trong. Năm 1631, Đào Duy Từ lại khuyên chúa Nguyễn đắp thêm một hàng lũy dài 18 km nữa chắn ngang cửa biển Nhật Lệ. Nhờ có hai con lũy chiến lược này, quân nhà Nguyễn đã đứng vững trong cả 7 trận giao tranh với họ Trịnh suốt nửa thế kỷ sau đó, từ 1627 đến 1672. Mở mang bờ cõi phía Nam. Dưới sự phò tá của Đào Duy Từ, nhà Nguyễn không chỉ chống cự được những cuộc tấn công điên cuồng từ phía Bắc của họ Trịnh, mà còn khuếch trương thanh thế mạnh mẽ về phía Nam. Chủ trương của Đào Duy Từ với các nước phương Nam như là Chân Lạp, Champa là vỗ về, khoan dung, dùng đối thoại thay cho đối đầu. Ông khuyên chúa Nguyễn gả các công chúa của mình cho vương tử và quốc vương của Champa, Chân Lạp, như cái cách của các vua triều Lý đã từng làm để giữ yên phên dậu nước nhà. Ngoài ra thì hàng năm, triều đình đằng trong đều cử sứ bộ đến thông giao với các nước phía Nam để giữ gìn hòa hiếu. Chúa Nguyễn thậm chí còn cử binh sang giúp vua Chân Lạp chống lại những cuộc xâm lăng của người Xiêm, tức là Thái Lan. Đổi lại, Chân Lạp đồng ý cho nhà Nguyễn lập ra các đồn binh, thương điếm để tiến hành khai thác, thu thuế suốt một dải đất từ Biên Hòa, Sài Gòn đến Bà Rịa ngày nay. Việc giữ mối bang giao hòa bình với Champa, Chân Lạp là một bước đi cực kỳ đúng đắn của Đào Duy Từ. Ông thấy rằng thế lực của chúa Nguyễn còn non yếu, không thể căng mình đối phó với cả hai mặt Bắc Nam. Do vậy, việc thông hiếu với các nước láng giềng Champa, Chân Lạp giúp mặt phía Nam của đảng trong ổn định, trừ đi mối nguy hiểm sau lưng để có thể toàn tâm toàn lực đối phó với những cuộc tập kích liên miên của chúa Trịnh ở phía Bắc. Tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng ở phía Nam cũng giúp nhà Nguyễn có được bàn đạp căn bản cho công cuộc Nam tiến mạnh mẽ suốt thế kỷ 17-18 sau đó. Có thể nói cuộc Nam tiến của dân tộc Việt có công đầu của các chúa Nguyễn, mà trong đó vai trò của Đào Duy Từ là thực sự nổi bật. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử dân tộc, Đào Duy Từ có lẽ là nhân vật khá đặc biệt.
Chính sử ghi chép về ông khá ít ỏi, nhưng bù lại, xung quanh ông đầy những giai thoại nhằm đánh giá và làm nổi bật vai trò của ông đối với xứ Đàng Trong. Có giai thoại mang tính chất hư cấu, nặng âm hưởng truyền kỳ Trung Quốc hoặc thiếu logic, nhưng tất cả đều đề cao ông, hâm mộ tài năng kiệt xuất của ông. Xin được bàn đến mấy giai thoại về ông nằm trong phạm trù đó. Xin mời quý vị theo dõi ở phần tiếp theo của chương trình ngay sau đây. Trước hết là câu chuyện kể về tình bạn của ông với Lê Thị Hiến, được chép trong Tang Thương Ngẫu Lục của Nguyễn Án 1770-1815. Tác giả kể rằng khi Đào Duy Từ thổ lộ ý định vào Nam để tìm chủ mới với bản thân của mình là Lê Thị Sĩ, thì bạn ông không cùng quan điểm, nhưng cũng không ngăn cản, lại còn tìm cách giúp đỡ cho ông đi chót lọt. Thời gian sau, Lê Thị Sĩ được cử vào trấn thủ vùng Nhật Lệ. Đào Duy Từ nghe tin đã rút quân về, không giao chiến nữa để trả mối hàm ơn bạn ngày trước. Sự việc này ngoài tác giả Nguyễn Án ghi chép, không thấy sử sách nào ghi nhận. Bàn về giai thoại này, có người cho rằng nó xuất phát từ câu chuyện xảy ra dưới thời Chiến Quốc giữa Ngũ Tử Tư, Ngũ Viên và Thân Bao Tử. Thân Bao Tử đã không ngăn cản Ngũ Viên, nhưng cũng không kiên quyết tỏ rõ ý mình là nếu Ngũ Viên hành động làm cho nước Sở lâm nguy, thì mình sẽ cố sức bảo vệ nước Sở. Cũng như câu chuyện tranh luận giữa Đào Duy Từ, kẻ chân trâu với những nhà nho đang đàm luận thế sự tại nhà phú hộ chúa Trịnh Long cũng ảnh hưởng từ câu chuyện giữa Bạch Lý Hề và Địch Thích. Nổi bật nhất là giai thoại kể lại rằng khi chúa Nguyễn tiếp ông mà không mặc trang phục nhà chúa, ông không chịu vào diện kiến. Điều này tương tự như nhiều chuyện đòi hỏi các ông vua chư hầu phải biết lễ khi tiếp xúc với nhân tài. Giai thoại Đào Duy Từ đến núi Đầu Mâu gặp Hoàng Phủ Chân Quân, một vị tu sĩ đang tu luyện và viết binh thư ở một ngôi chùa trên núi, và được Hoàng Phủ Chân Quân truyền cho binh thư. Cho điều này cũng xuất phát từ chuyện Trương Lương thời Chiến Quốc được Hoàng Thạch Công trao cho tài liệu quý là Thái Công Binh Pháp, đồng thời dặn dò. Đọc quyển sách này thì làm được thầy bậc vương giả, 10 năm sau sẽ ứng nghiệm. 13 năm sau, con đến gặp ta. Hòn đá màu vàng dưới chân núi Cốc Thành ở phía bắc sông Tế là ta đó. Một giai thoại khác truyền tụng về ông được phổ biến rộng rãi là câu chuyện ông bày cho chúa Nguyễn viết thư trả lời chúa Trịnh về việc từ chối nhận sắc phong. Chuyện kể rằng năm Canh Ngọ 1630, chúa sãi nghe lời Đào Duy Từ đem sắc dụ ra trả lại cho vua Lê, rồi sai tướng đánh lấy phía nam sông Danh để chống với quân Trịnh. Đồng thời ông cho làm một mâm đồng có hai đáy, bên trong đựng sắc của chúa Trịnh, trên phủ lụa vàng, rồi sai Trần Văn Khuông đi sứ. Trần Văn Khuông theo lời Duy Từ dặn dò, đối đáp dâng mâm cho chúa Trịnh, rồi kiếm cớ trốn về. Chúa Trịnh thấy sứ đoàn đi vội sinh nghi, bèn cho lục mâm đồng, thì thấy tờ sắc trước kèm với bài thơ: Mâu nhi vô dịch, mịch phi tiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch. Cả triều không ai hiểu, chúa Trịnh bèn cho mời Phùng Khắc Khoan 1528-1613 đến hỏi thì mới vỡ lẽ. Trong chữ Hán, chữ Mâu vết không có dấu phết thì thành chữ Dư. Chữ Mịch mà bỏ chữ Kiến là chữ Bất. Chữ Ái nếu viết thiếu chữ Tâm thì ra chữ Thủ. Chữ Lực để cạnh chữ Lai sẽ thành chữ Sắc. Thế thì bốn câu trên nghĩa là Dư bất thủ sắc, tức là ta không nhận sắc. Chúa Trịnh hiểu ý trả sắc phong, nổi giận cho người đuổi theo sứ đoàn chúa Nguyễn, thì cả sứ đoàn đã đi xa. Nội dung câu chuyện này đã được nhiều người nhận xét có thể bài thơ đó là của Đào Duy Từ, nhưng việc chúa Trịnh phải nhờ đến Phùng Khắc Khoan giải mã bài thơ là điều sai lạc, vì Phùng Khắc Khoan mất vào năm 1613, khi sự kiện được cho là xảy ra vào năm 1630. Về sau đã xuất hiện và lan truyền một giai thoại khá lý thú, cũng là giai thoại nhưng lại có chiều hướng khác. Người ta đã giải thích một câu ca dao chỉ có ý nghĩa thuần túy về văn chương biểu cảm để theo chiều hướng lịch sử. Giai thoại kể rằng sau khi nhận thư trả lời của chúa Nguyễn,
Trịnh Tráng bèn cho người dò la biết được việc chúa Nguyễn không nhận sắc phong đều do Đào Duy Từ bày ra. Chúa tính kế để lôi kéo Duy Từ bỏ chúa Nguyễn về với triều đình, vì thế lập mưu sai người mang nhiều vàng bạc bí mật vào biếu Đào Duy Từ, kèm một bức thư riêng với 4 câu thơ: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Lời thơ nói đến chuyện anh là chúa Trịnh và em Đào Duy Từ thuở nhỏ trèo cây hái hoa bưởi, bước xuống vườn cà hái nụ hoa tầm xuân. Ý thơ là lời nhắn nghĩa tình, nhắc ông rằng tổ tiên quê quán của ông vốn ở đàng ngoài, nếu trở về sẽ được triều đình trọng dụng, còn nếu không thì ngầm ý đe dọa. Đào Duy Từ đã trả lại quà tặng và viết bài thơ phúc đáp: ba đồng một mớ trầu cay, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không, bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thỏa nào ra. Chúa Trịnh đọc thơ biết khó lòng lôi kéo được, nhưng thấy bài thơ chưa có câu kết, ý còn bỏ ngỏ, nên vẫn nuôi hy vọng, bèn cho người đem lễ vật nhiều hơn và mang theo lá thư của chúa Trịnh vào gặp Đào Duy Từ lần nữa. Lần này ông mới viết nốt 2 câu kết gửi ra để trả lời dứt khoát việc mời mọc của chúa Trịnh. 2 câu đó như sau: có lòng xin tạ ơn lòng, đừng đi lại nữa mà chồng em ghen. Chồng ở đây chắc có ý nói về chúa Nguyễn. Nhiều người cho rằng giai thoại này xuất phát từ đàng ngoài để nói lên sự ân hận muộn màng của vua Lê và chúa Trịnh. Thế nhưng khi đọc toàn bộ bài ca dao, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là tâm sự của đôi lứa yêu nhau nhưng không còn cơ hội đến với nhau. Bài ca diễn tả nỗi buồn muôn thuở của những mối tình lỡ hẹn trong cuộc đời. Chuyện tình ngang trái dường như đã kết thúc, nhưng cả hai vẫn còn nhớ mãi, không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là cả một tấm lòng cảm thông lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu của người xưa. Nếu gán cho hoàn cảnh Đào Duy Từ lúc bấy giờ thì thật khó hiểu, khi chính ông là người tự nguyện vào Nam với chúa Nguyễn và giúp đỡ chúa rất nhiều. Hoàn cảnh của ông hoàn toàn không phải chịu cảnh cá chậu chim lồng như lời ca dao đề cập. Như chim vào lồng, như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thỏa nào ra. Như đã nói ở trên, nếu chỉ căn cứ vào chính sử, ta thấy cuộc đời Đào Duy Từ từ khi sinh ra vào năm 1572 đến khi làm quan cho chúa Nguyễn sau năm 1627, hầu như không có sự biên chép rõ ràng. Và vì thế, việc xuất hiện nhiều giai thoại xung quanh ông là điều dễ hiểu. Điều đó có thể giải thích là nhân dân ta vốn ngưỡng mộ các danh nhân, muốn tìm các câu chuyện đặc sắc để truyền tụng. Chuyện thật hay hư, hay đã được thêm bớt thì điều đó không quan trọng. Cho dù cuộc đời ông được bao phủ bởi một màn sương, thì nhân dân vẫn tìm được nét nào đó có khả năng tương ứng với tài năng, với đức độ và vị trí của ông trong lịch sử để tạo nên. Những mẩu chuyện về các nhân vật nổi tiếng ngày xưa đem ghép cho ông không có gì xa lạ mà lại rất phù hợp, vì chính ông tự xem mình là Gia Cát Lượng. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dân quý trọng ông bởi ông là một kẻ sĩ biết chọn chúa mà thờ, một ẩn sĩ ở chốn lều tranh mà đã có cái nhìn chiến lược, biết cái thế phân định giữa thời cuộc rối ren. Cho đến khi được ra làm quan thì tỏ ra là một vị quan có tài năng về quân sự và một nhà chính trị lỗi lạc. Có thể nói rằng, những giai thoại lịch sử về Đào Duy Từ xuất hiện chính là để bù vào những chỗ trống chưa biết về cuộc đời của ông. Nó cũng làm cho người đời sau không phải có nhiều băn khoăn về một nhân vật tài đức và có thực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video mới mỗi ngày. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.